Dạ, khu rừng tràm nơi đây đang bị đô thị hóa, người ta bắt đầu xây dựng nhà cửa nhiều hơn, nên những cây tràm là những cây mà nó chắn gió, giữ cho mình luôn khỏe mạnh để không có bị tiêm nhiễm những cái bệnh tật. Thì nay nó bị cưa sạch hết để chuẩn bị trở thành nhà ở của một ai đó, và người ta đang đô thị hóa cái khu rừng chỗ em sống. Dạ, chẳng mấy chốc nữa thôi, những người không ủng hộ em sẽ làm cho thiên nhiên ta, động vật ở nơi đây bị tàn phá đến tận diệt. Dạ, lòng tham của con người sẽ không bao giờ dừng lại đâu, bởi vì con người càng sinh sản, càng dựng vợ gả chồng, cuộc sống khó khăn, người ta sẽ càng xây dựng nhà cửa và bán nhà mình ở để dời đi nơi khác, lấn chiếm thiên nhiên để có đất đai rẻ hơn. Thế là cứ tàn phá mãi cho đến khi chẳng còn gì cả. Và đây, rừng quanh em đã trở thành nhà cửa ở khu này.